cánh đồng Đức Bình tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Là khu này là mọi người biết, trước khi mình đi qua Tà Bao, Đức Mẹ Tà Bao thì mình qua những cánh đồng này. À, mọi người thấy đẹp chưa? Những, nhớ thời ấu rồi đi chăn trâu rồi cả nhà. Mình ở quê mình hồi xưa là mình đi chăn trâu. Mỗi buổi đi học mình buổi đi chăn trâu rồi cả nhà, cũng giúp gia đình. Hôm nay Tuấn sẽ quay về đây lại ký ức thời chăn trâu. Mong cả nhà xem video nha. Đây còn đây là có các cô đang ấy là lúa này, làm cỏ này cả nhà này. Đó, làm cỏ nè. Đẹp quá mọi người. Những cánh đồng mùa thế bao la bát ngát, trâu bò chân luôn. Múc xa múc ngoài kia ngồi thấy không? Xa múc ngoài đó luôn à, đang làm cỏ. Trời, hoa đồng đen luôn mà vui chưa mọi người. Đó, những cô đang làm cỏ. Giờ này là mọi người biết giờ ăn nửa buổi cả nhà này. Giờ ăn nửa buổi. Những cánh đồng trâu thì khi mà ruộng lúa đã cấy lên thì mọi người biết trâu là chỉ ăn mấy cái đập con đê này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thẳng tiến mình vào thác Bà nha. Đây là con đường này vô thác Bà nè. Rồi giờ mình sẽ đi nha cả nhà nha. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực thì vlog hôm nay Tuấn qua bên Tà Bao. Đấy, đây mình biết là cái đồi núi này là ngọn núi Tà Bao nè, Đức Mẹ nè mọi người. Thì hôm nay Tuấn qua đây review cho mọi người xem những ngày tháng vừa qua đồ, mùa mưa rồi, phong cách cảnh rồi như thế này, đẹp như thế nào nha. Giờ mình thẳng tiến ra đây, mình sẽ quay và review cho mọi người nha. Đây là một huyệt là trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao nè. Thì hôm nay Tuấn sẽ vô trong này và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp cho mọi người xem nha. Rồi, tiến này mọi người ơi. Thì đây là con đường vào trung tâm Tà Bao. Thì không có gì hơn là Tuấn mong cả nhà mình một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc luôn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Mình sẽ đón xem video mới của mình nha mọi người. Bên đây mọi người thấy những hình ảnh đẹp ở đây như thế nào rồi cho mọi người xem. Các cô chú anh chị mình đón xem video, bây giờ mình sẽ gửi xe đây. Đây mọi người thấy không, là đẹp quá, đẹp luôn cả nhà. Mọi người thấy ở trên kia là cái bức tượng Đức Mẹ nằm trên đó. Mình sẽ quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây. Đồi núi đây quá đẹp luôn. Rồi, đây là trên cái đoạn ngọn núi nó cao nè mọi người. Tòa nhà coi như là Đức Mẹ nằm trên này đây. Giờ sẵn tiếng mình sẽ lên mình quay giới thiệu cho mọi người xem nha. Rồi bên đây mọi người biết mình đi trúng ngày thường á, kè cũng có một mớ khách kia bà. Bên kia bên này là khu nhà nghỉ mọi người. Rồi khách sạn nhà nghỉ bình tráng chưa. Đó, thì khi đến Tà Bao thì mọi người muốn qua đến khu nhà nghỉ nè. Công đoàn qua đây muốn qua đây là muốn nghỉ là có nhà nghỉ luôn, khách sạn ấy nghỉ lại luôn. Không, cảnh đẹp quá mọi người thấy không? Nó thấy hình ảnh nó rất đẹp phải không mọi người? Thì đến công viên thì mọi người thấy mình đi hướng bên này đi lên đi bộ này, cắm xe máy đi lên nè.
Mọi người thấy không? Ở trên kia xa xa lâu lâu trên đó có tiếng đọc kinh đó mọi người. Đang đọc kinh, kinh ở trên cái ngôi nhà đó. Hi, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên này Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời thương bên gia đình và hạnh phúc. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog thì hôm nay Tuấn lên Tà Bao quay và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây rồi, những ngày tháng rồi như thế nào nha. Đây là Tà Bao thuộc về xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Bắt đầu mình đi lên đây rồi, mình đi cầu thang mình lên một cái đi lên quay và review cho một xem. Biết mọi người biết khi đến Tà Bao thì mình thấy đèo những con dốc này tập thể dục. Mọi người thấy không? Dốc nè. Dốc nè mọi người nè, treo xe tập thể dục nè. Đi lên, đó, thang một tay kia không? Một thang này mình thấy dốc chưa? Nhưng mà mình là sáng mình đi tập thể dục mà lên đây thì y bài. Mọi người thấy dốc không? Đó. Đó, mọi người thấy đẹp không mọi người? Wow. Mới xuống tới khúc này, tới lên khúc này thôi, đẹp không? Cũng cảnh mọi người sao? Đây là mọi người thấy những chú hươu rồi, nai rồi. Hươu, những chú nai hình để đánh đẹp đây tại Tà Bao này. Đó, khi đến Đức Mẹ Tà Bao thì mọi người biết mình phải trải nghiệm hai cặp giò mình đi cảm giác được như thế nào nha mọi người. Ai da, đó quá xá luôn. Mệt. Mệt mà thú vị quá mọi người ơi. Nhìn đã chưa? Một cảnh này nè. Mùa mưa mọi người thấy mùa mưa là những cây cối đây rất là xanh tươi. Nắng thì nó hơi vàng tí, thiếu nước. Thường mà mọi người biết cứ mỗi năm mà mùng 2 Tết là mình về đây mọi người. Đó, quay vô cho mọi người xem rồi. Trời ơi, khách là mọi người biết lượng khách đông đen luôn. Đông nghịch luôn nha. Mình đây mình đi công chuyện là sẵn dịp qua đây mình quay để giới thiệu cho cả nhà biết rồi những hình ảnh đẹp tại Đức Mẹ Tà Bao như thế nào. Các cô chú anh chị mình ai chưa có dịp về Bình Thuận rồi, nếu có đi thì ghé qua Tà Bao mọi người. Thì đây có cái điểm ngồi nghỉ chân nè. Ơi còn xa lắm mọi người. Bên kia nữa à. Giờ đi tiếp. Gần tới có nước uống rồi mọi người. Ở trên đây thường là có nước uống miễn phí. Đó, bằng chuyện bằng nước miễn phí nè. Rồi tới rồi cả nhà nè. Đây là bằng chuyện nước uống miễn phí nè. Tha hồ uống. Đây là nước nhà Thánh Mẫu Tà Bao. Cầm uống thoải mái luôn. Đó. Trong đó là có cô đang nóng nước. Nóng nước luôn. Đó. Nói chưa? Đó. Có nước rồi uống luôn, nước đã luôn, có nước uống luôn hả? Đó, mọi người thấy không? Còn người ta đang đóng chai nước rồi. Nhà uống đã ngon mọi người. Bằng chuyện nước
Đây là nước là lên đây một người biết mà. Mà chuyện này là uống thoải mái nha, không có tính tiền cả nha. Thì lời nói đầu tiên thì chúng xin cảm ơn cái nhà quý giếu đó. Đây một người thấy trong truyền thống quay nước rồi, đây là một truyền đá rồi. Đó. Rồi, vô thoáng mắt luôn nha. Nước lọc thoải mái uống đá. Trời ơi, bao nhiêu nước luôn, mình thấy chai nước nè. Đây là các sơ đóng làm không có cả nhà. Yeah. Các cô chú anh chị mình thấy là đón xin quý giếu rồi. Có dịp về Phan Thiết quê mình mà chẳng ghé qua Tánh Linh và bao Đức Mẹ rồi. Trong đoạn rồi như thế nào, những ngày mệt mỏi rồi. Chả chết rồi. Trời ơi, đây view rất đẹp. Nước này uống thoải mái luôn cả nhà. Muốn lấy chai nào lấy, uống chai nào uống. Không có tính tiền. Nước này là ở Tà Bao làm, các sơ làm luôn mọi người. Rồi băng truyền nước đã rất là sạch sẽ và thoáng mát và là thoải mái luôn. Wow. Đó, nhìn xa xa dưới đây mọi người thấy nè. Thì lên đây là mới có một nửa thôi cả nhà. Còn lên đây nè, đó. Lên đây này, lên đây kia, vuông vút luôn. Này mới có nửa thôi. Ôi cha, đó, đây mọi người nhìn xuống dưới đây đẹp không? Do. Trời đất, nhìn thấy phong cảnh đẹp chưa cả nhà nha. Đó, cái con đường đây là đường trung tâm, khi bước vào cổng mọi người nè, đó là mình đi lên đây. Thì bên kia là một cái khách sạn để dành cho những người mà vô mình tới đây nghỉ ngơi và giật chân lại. Đó, hồi năm ngoái mình đi là cái khách sạn đang xây, bên đây đã xong hoàn tất rồi. Coi như có nghĩa là những ngày lễ hoặc những ngày mà mệt mỏi gia đình mình muốn trải nghiệm 2 ngày 1 đêm rồi, ghé qua đây. Với dùng đất thiên nhiên. Thì đây là một người biết là khu đây là trụ xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thì con đường này một người biết là đường quốc lộ 55. Từ khi đến ngọn núi Tà Bao này là đã có từ lâu rồi, mấy chục năm nay rồi cả nhà nè. Thì mong các cô chú anh chị mình ai chưa có dịp về Phan Thiết thì gọi sẽ ghé lên ngay chỗ huyện Tánh Linh để thăm một chuyến rồi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm cảm giác như thế nào. Mọi người biết khi đến đây là không có sợ lo ngại bởi vì mình ở mà không chỗ ở nha mọi người. Đây là có nhà nghỉ rồi, cao cấp cho mình ở luôn, thoải mái. Giá cả thì rất là bình dân mọi người. Chỉ có 250-300 một đêm thôi. Đó, ăn uống thì có dịch vụ nhà hàng luôn mọi người. Đó. Còn nước uống thì mọi người muốn uống miễn phí tới đây. Đây mọi người, miễn phí là tới tại trung tâm Đức Mẹ Tà Bao. Bằng tiền nước nè, đó, đang sản xuất nước trong ngoài kia. Rồi là uống nước miễn phí, muốn lấy bao nhiêu lấy, uống bao nhiêu uống, thoải mái. Không có ngại gì hết. Wow. Trời, không khí trong lành mà thoáng mát, mọi người thấy không? Quá tuyệt vời luôn nha. Wow, đẹp quá đẹp. Rồi, bây giờ mình đang mở nước nè cả nhà nè. Mở nước. Rồi, mời cả nhà dùng nước nha. Ở trên này mọi người biết không? Gió nó mát rư cả nhà ơi. Đứng tại cái băng truyền nước này mọi người thấy không? Nước uống là coi như là thoải mái, mình uống bao nhiêu uống. Wow, quá đã luôn. Rồi bây giờ mình lấy sức đạp năng lượng rồi cả nhà nè. Bắt đầu mình lên dốc tiếp tục. Rồi đi lên dốc đây. Rồi thẳng tiến nha, mời cả nhà lên cùng với mình nha. Wow, ơi mọi thấy không, lên dốc. Khi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm thì mọi người thấy lên con dốc Đức Mẹ Tà Bao thì cảm nhận là gió thiên nhiên rồi, cây cối um tùm, ngọn núi rùm. Đây cả nhà. Bây giờ mọi thấy không? Kìa, con dốc này là mới đi con nữa, còn lên xa nữa cả nhà.
Quá xá luôn. Thì là nói đầu tiên thì Tuấn cảm ơn cả nhà mình vừa qua xem video nha cả nhà. Đón xem video mới mình nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới. Nhiều món ăn vỉa hè rồi cho mọi người xem. Nhất là bữa nay Tuấn đi Đức Mẹ Tà Bao tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thì hôm nay Tuấn sẽ review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp như thế này nè. Đây là ngọn núi to hô đi mới thở mệt mọi người, cây cối tùm à, to người thấy không đó, cây rồi tiếng chim hót líu lo rồi to quá đã luôn. Gió nếu mà đi đây mà biết á, nắng thì ok, trời mưa là nó hơi phức tạp tí. Cây cối rồi mọi người, cái gì cảnh mà ở ngoài Bắc á mọi người sạt lở thì nói chung là mưa dầm thì thấm đất thôi á. Cho nên mình cũng chia buồn cho mọi người biết thì rồi ở ngoài miền Bắc á sạt lở quá trời luôn rồi, chúng cũng không biết nói sao hết. Bây giờ này đi lên núi Tà Bao đây rồi, mà tới đây nghỉ ngơi tí nha cả nhà nha, bắt đầu đi tiếp nha. Đó, dưới kia mọi người thấy có một số người đang lên nữa kìa. Còn dốc mà sâu thăm thẳm rõ. Nhìn sâu thăm thẳm luôn. Rồi, tiếp tục đi nha cả nhà. Wow. Rồi mọi người thấy lên con dốc này kìa không? Ừ. Bực nè mọi người. Ồ. Đó, lên nè. Tiếp chưa? Nói chung mình nghỉ ngơi một tí rồi lấy sức tinh thần rồi. Nãy dưới giữa chân dốc mình nạp chai nước rồi mọi người. Nạp năng lượng chai nước miễn phí. Trên đây thì mọi người biết mỗi ngày là cha đều làm lễ hết. Nhà thờ làm lễ. Đó mọi người nghe tiếng không? Tiếng đọc kinh không? Wow. Còn xa quá rồi đi tiếp. Lâu đi hai cái chân nó búng rúng cả nhà. Mệt nhưng mà vẫn khởi mọi người. Vui. Vui là nhờ như mọi người rồi xem video của mình rồi, ủng hộ kênh rồi. Nhớ đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Còn khúc nữa đó, đang tới rồi cả nhà nè, thấy vậy chứ còn cỡ trăm mét nữa rồi. Rồi khi đến đây là bầu biết nhà thờ đang làm lễ đó, là phải tôn nghiêm nha mọi người đó. Thì mọi người thấy chữ là tôn nghiêm. Giờ mình xin phép cả nhà nắp cái đoạn video nha, chứ ta đang làm lễ mà quay mất lịch sự nha cả nhà. Có gì các cô chú anh chị mình đón xem video thông cảm nha cả nhà. Tại nhà thờ ở trên này Đức Mẹ Tà Bao đang làm lễ, cho nên mình xin phép ngắt đoạn video này nha mọi người nha. Lên đó mình coi tình hình sao rồi quay cho mọi người tiếp nha cả nhà nha. Rồi xin phép cả nhà nha. Coi hôm nay có cho lên tới nơi là cái nhà nè. Trong này có nhà vệ sinh rồi đàng hoàng cả nhà. Mình sẽ qua nha, đi vệ sinh đi. Thấy chưa, nhà vệ sinh rồi tuyệt vời. Còn người nhìn ở lên trên mà người nhìn xuống dưới đẹp chưa cả nhà nè. Mình qua nhìn thấy những cánh đồng tại xã Đức Bình rồi. Đây cô chú anh chị mình thấy dưới này cảnh đẹp chưa cả nhà. Ở trước mặt mình đây là cảnh xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thì mình đang đứng ở trên đây là ngọn núi Đức Mẹ Tà Bao,
quay xuống cánh đồng này cho cả nhà mình thấy nè. Phong cảnh rất là hữu tình mà. Nhìn thấy là phong cảnh mọi người biết ở trên này gió nó vi vu mát, không muốn xuống luôn mọi người. Rồi quá đẹp nữa. Thì mong cô chú anh chị mình đón xem video mới của mình nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình nha cả nhà. Xa xa ngoài kia thì mọi người thấy là những hình ảnh đẹp, ruộng lúa, đồi núi. Ông nhìn thấy phong cảnh rất là hữu tình chưa? Một đồi núi, còn ở dưới thì ruộng quá trời luôn, xanh bát ngát. Đó. Còn ở trong này thì cả những thôn quê nè mọi người. Đây cô chú anh chị mình thấy khi mà đến với Đức Mẹ Tà Bao thì những hình ảnh rất là đẹp tuyệt vời mọi người. Đó, thì hôm nay Tuấn quay và giới thiệu review cho mọi xem những hình ảnh tại đây. Mọi người thấy không? Khi lên đây mọi người, trời nó mát rứa. Mình nhìn phong cảnh mọi người, cái gió thiên nhiên á, trời nhìn mà cảm thấy ngó xuống dưới mình nó đã mọi người. Mình không muốn ra luôn. Tuy là người đông nhưng mọi người biết á, rất người rất là đông, nhưng mà trên này gió nó thoáng mát. Không khí thiên nhiên á cả nhà. Nên là cô chú anh chị mình ai có dịp về Tánh Linh Tà Bao thì ghé qua đây mọi người. Đó, hình ảnh Đức Mẹ rồi rất là tuyệt vời. Những ngày tháng vừa qua rồi, các ngư dân rồi bắt đầu đi nơi xa về đây để hành hương. Đó. Mọi người hành hương lấy những điều may mắn cho cuộc sống tương lai cho chúng mình rồi. Thì mọi người biết những điều may mắn rất là tuyệt vời. Còn ở dưới đây mọi người thấy là những hình ảnh đẹp tại xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. Những cánh đồng rồi thôn quê rồi ở đây nhìn rất đẹp. Còn cha xứ thì đang chuẩn bị làm lễ, cái nhà thấy cha xứ là đang làm lễ rồi đó, tôn nghiêm. Thì trong này nhiều lúc nó hơi im tí, mọi người cũng thông cảm nha. Nên nhiều lúc vô cái chỗ tôn nghiêm mà nhiều lúc mình không có ồn ào có gì, mong mọi người xem video rồi cũng thông cảm cho mình nha cả nhà. Đó, mọi người thấy quá đẹp không? Đó, ở trên nhìn xuống dưới đây có một cái khách sạn này. Khách sạn là tại núi Tà Bao đây, mọi người biết Đức Mẹ Tà Bao là đã xây và khánh thành được mấy tháng rồi. Mình tới đây ở đây thoải mái luôn cả nhà. Đó. Khi đến núi Tà Bao, Đức Mẹ Tà Bao, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, thì mọi người biết ơi, đó đây là tượng Đức Mẹ nè. Thì đến đây mọi người sẽ cầu nguyện và xin cho những gia đình mình những ngày yên lành và những điều may mắn đến với cuộc sống. Thì các bạn thấy Đức Mẹ là một hiện linh rất là thiên linh mọi người, thương lượng nó giúp cho mọi người chúng ta đều có nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay Tuấn quay và giới thiệu và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp tại Đức Mẹ Tà Bao, huyện Tánh Linh, xã Đức Bình, tỉnh Bình Thuận. Thì không có gì hơn là Tuấn chân thành và cảm ơn các cô chú chị mình đón xem video mới nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video rồi, nhiều món ăn vỉa hè mỗi vùng mỗi nơi cho mùi xem. Sắp tới đây mình sẽ xuống quay xuống đây là mình sẽ giới thiệu cho một xem món ăn tại huyện Tánh Linh như thế nào. Hồi nãy mình có đi ngang ghé qua thấy có chị ấy bán cơm gà xôi mỡ rất ngon mọi người. Thì mình sẽ trải nghiệm mà xuống đây coi thử có, mình sẽ quay và giới thiệu cho mùi xem nha. Giờ mong cô chú anh chị mình đón xem video mới nè. Đó, những hình ảnh đẹp tại huyện Tánh Linh. Mọi người thấy từ ở trên mình nhìn xuống đẹp cho mọi người. Đó, đây là xã Đức Bình nè. Những cánh đồng vi vu rất là tuyệt vời. Đó, thì khi mọi người mà đến huyện Tánh Linh và đến Tà Bao Đức Mẹ thì mọi người thấy quá tuyệt vời chưa? Rồi, mình không có gì hơn thì giờ bắt đầu mình sẽ tiến kiến bước xuống và ra ngoài mình sẽ quay và review một xem những món ăn tại huyện Tánh Linh cho mọi người xem. Mong mà
cô chú anh chị mình đón xem video mới. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều hình ảnh đẹp nha mọi người nha. Rồi, hành trình khi đến Tà Bao thì mọi người thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp mọi người. Thì hôm nay Tuấn quay và giới thiệu cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây như thế nào. Bây giờ bắt đầu đi xuống lại cầu thang nha. Cây cây của gì nó mát quá. Này thấy cô chú anh chị mình thấy không? Khi lên nó là rất là mỏi gối luôn mọi người, mà xuống là hai cái đầu gối rung. Nên nhiều lúc mọi người mà có đi Tà Bao này nè, nên cẩn thận nha, bước rồi cẩn thận. Chứ cái dốc này cao lắm cả nhà. Rồi mình thanh niên mình đi còn thấy rung nữa, chứ nói cho mọi người thấy nhiều cụ già đang đi trên kia mà thấy không? Phải đi là mình mới nắm chắc cái cây. Mình cảm thấy mình đi yếu là phải đi nắm chắc vô đó cái cây ạ. Đây một ngày nắng đẹp lắm cả nhà. Sao lắm nhỉ? Thường mọi người thấy mà đi du lịch mà trời nắng là rất thoải mái. Sợ nhất là mùa mưa nha, đi rồi đường xa ướt át rồi. Trong này phong cảnh mọi thấy rất thiên nhiên đẹp. Hình ảnh đây mọi người thấy chim hót líu lo rồi, quá hết trời luôn. Đi xuống rồi. Wow. Đấy, con nhà thấy khi mình đi là mình bay ngó xuống kia cái tầng bực cả nhà. Nhưng nhiều lúc nó trượt chân cái là nó té lên bờ xuống ruộng ở nhà mà mọi người. Thì lời nói đầu tiên thì hôm nay Tuấn kính chúc các cô chú chị mình là một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc nha, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Hôm nay Tuấn lên Tà Bao, giúp mẹ Tà Bao. Đây là thuộc xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Từ Phan Thiết mà lên lên Tánh Linh đây tầm cỡ 101 cây mọi người. Thì Tuấn sẽ quay và giới thiệu và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp tại Đức Mẹ Tà Bao. Cô chú anh chị mình ai chưa có dịp về Tánh Linh rồi, nếu có dịp ghé vào đây tặng ngang qua, mình trải nghiệm hai ngày một đêm rồi để thưởng thức rồi những không khí núi rồi trong lành như thế nào, nhất là mùa mưa này mọi người biết không? Gió rồi vi vu rồi thoáng mát tuyệt vời lắm nha. Quá đẹp luôn đó. Khi đây mình đi xuống dốc thì mọi người để ý cẩn thận hai cái chân của mình. Nếu ai mọi người mà cảm thấy chân mình yếu thì mình đi mình dựa vào vách nha mọi người, dựa vách mình cứ cầm theo cái cây này dựa đi xuống rồi đó. Mình đây nhiều lúc thanh niên mà mình đi hai chân lủng bủng luôn nha. Đó, anh cái dốc mọi người nhìn thấy không? Được, quá đẹp không? Wow. Còn khu đây là mọi người biết xuống đây là dưới dốc là có nước uống thoải mái. Uống là dạng là uống nói chung là không có tốn tiền. Uống no say và nghỉ ngơi hết. Trong khi là có bằng truyền dịch vụ là sản xuất nước tại chỗ luôn. Đó. Thì lời nói đầu tiên thì Tuấn chân thành và cảm ơn cả nhà mình xin video nhớ chỉ like chia sẻ mọi người nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nè. Bây giờ mình uống chả nước rồi nha. Lên là mình nạp năng lượng rồi. Bây giờ mình xuống mình cũng nạp năng lượng, bắt đầu mình ra chiến trường rồi. Cảm nhận như thế nào nha. Qua bên cái gốc cây này giới thiệu review nước cho mọi người xem rồi nước này cảm nhận như thế nào nha. Mọi người thấy nước khoáng không? Uống miễn phí nha mọi người. Phong cảnh này giờ này nắng là mọi người nhìn thấy đẹp không? Phong cảnh rất là tuyệt vời đó. Thì khi đến với Đức Mẹ Tà Bao thì cả nhà biết mình đi trải nghiệm hai ngày một đêm ở đây thưởng thức rồi những phong cảnh núi rừng. Thì đây có một cái khách sạn mới luôn mà mới xây thành lập được mấy tháng này, thì mọi người tới đây là nghỉ chân, có khách sạn nhà nghỉ thoải mái. Bên kia cũng có cái nhà nghỉ nữa nè, nhà máy ngồi đỏ đó nha, nhà nghỉ. Còn đây khách sạn tại trung tâm núi Tà Bao nè. Rất rẻ bình dân, uống đêm chỉ có 300 ngàn hàm rưỡi thôi.
ăn uống thì nhà hàng có tại chỗ đầy đủ hết luôn, tiện nghi. Rồi thì không có gì hơn thì lời nói đầu tiên là cũng cảm ơn cả nhà mình nha, Chim Bị Díu đón Chim Bị Díu mới. Rồi bây giờ xin phép mọi người và chúc cả nhà một ngày vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Rồi bây giờ bye bye mọi người nha, chúc mọi người nha. Rồi bye bye.